là 2 triệu được đấy, anh có đi không? Anh phải chịu tiền dầu ăn anh ạ. Mình nhất nhất thằng nào bảo rau dền. Em nhất rau dền là mồm anh. Mình tên là Kiều Anh. Mình ở Hòa Bình. Mình ký Sơn Hòa Bình. 3 triệu để bắt đầu tăng rồi đấy. Anh có vẻ có giá phết. Mình đang nằm nói chuyện với mọi người. Không ơi, có thằng hỏi anh bao nhiêu tiền đêm kìa. Còn đưa lên 4 triệu rồi anh ơi. Anh đi không? Khách sạn Đồng Lợi nè. Đây đã. Kìa 4 triệu kìa. Mộ không ơi, rốt thế, để lên nữa đi. Nhìn anh có giá hơn nhiều. Em không có người yêu. À, Ngũ không ơi, Huy ơi, có đứa hỏi anh mang tiền đi qua đêm kìa. Ngực 94, mông 96. Này, thấy chưa? Bạn tôi đây 5 triệu rưỡi kìa. Đi không kìa. Ngũ không. Nó giả anh 5 triệu rưỡi rồi 5 triệu con khỉ gì nữa. Cảm ơn bạn nhé. Ngũ không ơi, được xem hàng kìa anh. 2.000 đô anh nhanh kìa anh. Ngũ không. Em thấy công nhận anh có giá lắm. Anh chuyển ra ngoài Bắc đi, em làm mối cho anh. Có đứa nó giả 2.000 đô hay sao ấy. Mình có chơi Zalo nữa nhưng mình không cho được. Ngộ không, có đứa giả anh 2.000 đô kìa. Mặt xấu lắm, ngẩn làm gì. Mình ở Hòa Bình. Không dậy đâu rồi. Mỗi ngồi em mong quá rồi nằm. Đỡ vã vãi lồn đi mấy bà già chán vãi lồn. Em không biết có thằng giả 2.000 đô kìa. Đấy, 5.000 đô kìa. Ôi dồi ôi mẹ. Em quen thằng anh thì mẹ có giá vãi lìn. Kìa. Có anh giả anh 2.001 kìa. Anh đi không? To hơn Ngọc Trinh. Vãi nhỏ hơn Ngọc Trinh. Không, mình dậy lâu rồi, vừa mới nằm. Mình ở Hòa Bình nhá. Mãi cả Ngộ không bán chịu. Mà tôi chết mất Ngộ không bán chịu kìa. Em giờ đang ở Hòa Bình. Sơn Hòa Bình. Tao đi thằng bố mày ấy, Dũng Bổm ạ. Không cho Zalo được. Thôi ngủ không ơi. Nghỉ tao lại. Về Hà Nội em giết anh luôn. Không phải nói nhiều đâu. Em ghét bị làm phiền trên Zalo lắm. Chịu không ai nhìn không tâm.
16 không có giận đâu. Ở Việt Nam ơi, có cái thể hiện cái chúng nó đi sao đâu mà ngôi số mù à. Em cầm hết 6 nghỉ cài nhau ngon thế, chị thích đi bắt chiên hôn với cả cái FC, thực hiện cái FC 4 ngày liên tiếp thì ăn cái FC cũng được, thì ăn khỏe lắm. Anh nhìn chị Sơn Hòa Bình thì xấu nhá, chả yêu trai đâu cả, thì xấu cầm em dài mà em vuông mà cứ dài đâu có không thì không thì em không cần ai nuôi đâu, em có đi mà chùa mẹ chỉ 6-20 tuổi rồi đấy chứ không phải là trẻ con đâu. Làm gì toàn trần rồi không, mẹ em thích em tính mốt thôi, xin lỗi con này không cần ai nuôi cả. Không, tại vì lời mời kết bạn của em full rồi. Nếu đến nhà tự nhiên là em chung trang hết luôn. Thì ôi em thèm KFC. Em chung trang hết luôn. Thế thì hôm trước em phải ăn một bữa thôi.